thống Mỹ bị ám nhức cả trên phố lẫn trên sân khấu. Tội phạm Mỹ thì lên ngôi, anh hùng Mỹ thì thất thế. Nước Mỹ đang thảm bại trên mọi mặt trận kể từ khi Đảng Dân Chủ tôn vinh George Floyd là anh hùng dân tộc, đồng thời hạ bệ hàng loạt tượng đài của các vị danh tướng và khai quốc công thần, thì cũng là quá trình nước Mỹ xuống dốc không phanh. Cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định Đảng Dân Chủ muốn xóa bỏ lịch sử của chúng ta, họ muốn phủ nhận quá khứ của chúng ta, và nếu điều này xảy ra thì đất nước chúng ta sẽ chẳng còn lại gì. Tôi nghĩ rằng hiện giờ Trung Quốc đang rất vui mừng. Tôi nghĩ Nga và nhiều quốc gia khác cũng đang rất vui khi nhìn vào những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta. Việc Đảng Dân Chủ tôn vinh tội phạm thành anh hùng, đồng thời còn tạc tượng vinh danh đang khiến dân chúng Mỹ rất tức giận. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 10, đúng 4 ngày sau khi bức tượng George Floyd được đưa ra trưng bày tại thành phố New York, một thanh niên đã tung sơn lên mặt bức tượng này. Nhiều người dân Mỹ không thể chấp nhận việc tạc tượng cho anh ta, trong khi ngay cả các vị cha lập quốc như George Washington, Abraham Lincoln và Thomas Jefferson cũng bị xóa tên, bị hủy tượng. Hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua, tượng đài của danh tướng huyền thoại Robert Lee còn bị dỡ bỏ khỏi thủ phủ của bang Virginia. Đây là một bức tượng đồng thuộc loại lớn nhất nước Mỹ, khắc họa danh tướng Robert Lee cưỡi trên lưng ngựa ở độ cao 12 mét. Nó đã là niềm tự hào của nước Mỹ trong hơn 100 năm kể từ năm 1890. Tuy nhiên, trong trò chơi chính trị của Đảng Dân Chủ, người được tôn vinh, được quỳ gối lại là những George Floyd vô danh tiểu tốt, còn những vị danh tướng thực thụ thì đang dần bị xóa sổ. Ngay sau khi bức tượng của danh tướng Robert Lee bị dỡ bỏ, cựu Tổng thống Donald Trump đã thẳng thắn lên án việc này. Robert Lee được nhiều tướng lĩnh coi là chiến lược gia vĩ đại nhất. Tổng thống Lincoln muốn ông chỉ huy quân miền Bắc, và nếu như vậy thì cuộc nội chiến hẳn sẽ kết thúc chỉ trong một ngày. Nền văn hóa của chúng ta đang bị phá hủy, lịch sử và di sản của chúng ta, cả tốt và xấu, đều đang bị phe cánh tả cấp tiến xóa sổ. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Giá như chúng ta có Robert Lee chỉ huy quân đội ở Afghanistan thì thảm họa trong việc rút quân hẳn đã không xảy ra, và kết quả sẽ là một thắng lợi toàn diện từ nhiều năm trước. Thảm họa tại Afghanistan mà cựu Tổng thống Donald Trump đề cập là việc toàn bộ các quan chức cấp cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ hiện nay đều thất bại trong việc đánh giá sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Afghanistan dưới tay Taliban, khiến nước Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng cả về danh dự lẫn về người và của. Rõ ràng những bài học kinh nghiệm và những tinh hoa văn hóa của các danh tướng tiền bối đã không được tiếp thu. Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley thậm chí còn gọi điện tiết lộ nội tình của Mỹ cho phía Trung Quốc. Nếu nước Mỹ tiếp tục đi theo con đường của Đảng Dân Chủ thì rất nhanh sẽ trở thành một đất nước không có lịch sử, không có truyền thống và thậm chí là không có biên giới. Well, it's been great. It's Florida. It's a we did with China. We were all set to do some great things, and then you see what's going on right now. China treated our representatives last week with such an Alaska.